Oh, xin chào anh em nhá à. hà nội đang lạnh quá hôm oh, nay oh, mình sẽ làm uh, một cái video à, uh, trước mình đã làm một cái video về cái bể rùa cộng đồng của mình rồi à, uh, đấy là cái bể cộng đồng à, uh, nó thuộc cái cỡ cũng của dạng khá khá to cái bể đấy là bể kích thước uh, 70 à? ừ, đúng rồi 70 x 50 x 65 cao 65 à, uh, rộng 70 phân và sâu 50 phân kích thước nói chung là cũng tương đối thì mình đã sâu cái bể đấy cho anh em xem rồi đúng không? Anh em có thể tìm lại ở trong kênh của mình nhé. Cái bể đấy là mình nuôi những cái loại rùa nó cũng nhỡ nhỡ, nó chưa phải là to hẳn nhưng mà cũng tương đối. À, hôm nay thì mình sẽ sâu thêm cho anh em xem một cái bể cộng đồng, nhưng mà toàn những cái loại rùa bé xíu, xíu xíu này này, loại rùa à, nói chung là nó vẫn là những cái loại thuộc cái loại dòng rùa mà mình đã nuôi ở bể cộng đồng to nhưng mà nó ở size mini nó sai baby ấy, bé lắm bé xíu có những con thì 2cm 2 cm hoặc 25 cm thôi à, rất là nhỏ thì hôm nay mình sẽ sâu cho anh em xem để những ai mà đang nuôi những cái con rùa baby ấy, mà thuộc cái dòng rùa có thể nuôi được cộng đồng thì mình có thể kết hợp với nhau nuôi chung một bể cho nó đỡ tốn diện tích à, đỡ tốn công chăm sóc khi mà thay nước ấy, thì nó đỡ mất thời gian và dùng chung một lọc dùng chung một sưởi thì nó cũng đỡ tốn kém hơn đúng không? Thì cái bể mini đấy mình nuôi có vài loại thì bây giờ mình sẽ sâu luôn cho anh em xem nhá. Mời anh em theo dõi. Ở à đây chính là cái bể rùa cộng đồng mini mà mình muốn cho anh em xem này. Mọi người thấy không? Đây là những cái con rùa rất là nhỏ. Nó đây là dạng à, thuộc dạng rùa baby thôi. À, đây là gọi là bọn rùa bản đồ nhá hay mình còn gọi là rùa map ấy. Đấy, con này thì chắc chỉ khoảng tầm 4cm. Còn có như con Hamilton ở dưới góc kia chắc chỉ khoảng được 2,5cm. Đều là những cái loại đang còn nhỏ. Thế nên là mình nuôi nó vào một cái bể cộng đồng nhỏ. Thì trước mình có cái bể cộng đồng to rồi, anh em xem rồi đấy. Thì nuôi những cái loại rùa to hơn. Đây, con rùa lưỡi dao này, nó đang nằm ở đây. Cái bể này của mình nó rộng 25cm. Tức là chỉ hơn một găng tay người lớn một chút thôi Tất cả các chiều của nó đều là 25cm nhé Bể cubic, bể vuông ấy Rộng 25cm, sâu cũng 25 và cao cũng 25 thôi Bể rất là nhỏ Anh em cứ tưởng tượng nó hơn găng tay một chút à Đấy thì mình nuôi toàn những cái loại rùa bé xíu xíu ấy Đây, nằm trên này là con rùa uh, tai đỏ À đây là con bụng vàng anh em ạ con tay đỏ nó nấp ở đâu ấy đây là hai con bụng vàng một con bụng vàng đang bơi kia cả một con bụng vàng đang nằm ở trên cái lá này đây là cái cây giả cây nhựa mình để vào đây vừa để trang trí vừa là cái chỗ nó leo lên ở trên mình lắp một cái đèn sưởi chiếu xuống đấy nếu mà mùa đông như này thì cho chúng nó lên sưởi nắng rất là đơn giản thôi ở dưới trải nên sỏi thả thêm ít cá bảy màu bảy màu này mình đi vớt ở hồ ấy thì cho nó vừa bơi đẹp mà vừa làm mồi luôn đây là con rùa Hamilton đấy rùa ánh sao đêm này nó chỉ khoảng tầm 2,5 cm nhỏ lắm anh em ạ quay lên nhìn nó thế này nhưng mà ở ngoài nó nhỏ lắm đây con rùa bụng vàng này đang bơi ở dưới góc kia là con rùa bản đồ mình nuôi theo cặp luôn một cặp bụng vàng này vừa nãy là một cặp rùa bản đồ này có một cặp Hamilton và một con rùa lưỡi dao như vậy là mình mix được một cái bể rùa cộng đồng rất là đơn giản đúng không nhìn cũng ok chứ chúng nó sống trong ngoài rất là thoải mái thả cả cá bơi cho đẹp mắt Đấy, vẫn có cả chỗ leo lên để phơi nắng ở bể này thuộc dạng bể mini rất là nhỏ có 25 cm thôi Đấy, anh em nào mà đang nuôi những cái loài rùa baby ấy, có thể tham khảo cái mẫu bể này của mình trước thì mình đã cho anh em xem cái bể cộng đồng thuộc dạng cỡ trung bình hơi hơi lớn còn bây giờ là bể dạng siêu mini à, như vậy là mình đã vừa chia sẻ cho anh em xem cái video về cái bể rùa cộng đồng mini của mình à, không biết anh em có hứng thú không nhà mình thấy cũng ổn đấy à, những ai mà đang nuôi những cái con rùa baby nhỏ nhỏ ấy có thể kết hợp vào nuôi chung được à, anh em có thể đi kiếm mua những cái như ví dụ như cái lũa chẳng hạn còn như cái bể vừa nãy mình, mình sâu cho anh em xem ấy thì là cái đấy là cái cây giả nhá cái cây giả nó làm bằng xi măng xong đó, cho những cái lá nhựa lên thì mình để cái đấy làm cái như kiểu một cái máng leo cho nó lên nằm nghỉ còn không thì anh em đi kiếm cái lũa lũa gỗ lũa hoặc là chế một cái gì đấy nhỏ nhỏ xinh xinh ở trong cái bể nhỏ đấy miễn là con rùa nó leo lên nó nằm được và làm một cái đèn sưởi thôi mùa này thì rùa baby mình nghĩ là nên có đèn sưởi lạnh lắm mà ở trong nan thì không cần dĩ nhiên là trong nan thì không bao giờ phải cần đến đèn sưởi nữa riêng đặc biệt rùa nước thì thôi khỏi cần nhưng mà ở ngoài bắc thì rùa cạn hay rùa nước đều cần anh em ạ người còn không chịu được mình đang ngồi trong phòng lạnh lắm à với cả à, mình xin à, tâm sự thêm một chút về cái kênh của mình nhá à, kênh của mình như anh em biết là ban đầu mình đang làm về rùa đúng không à, mình muốn làm về các loài pet mình nuôi này nhưng mà mình còn có một cái đam mê nữa, đấy là lúc đầu mình còn có một số cái video về đi du lịch ấy, anh em xem trong kênh của mình cũng có một số cái về chùa bái đính, về cái gì đó, mình không nhớ, đã xóa để chuyển sang kênh mới chưa? À, và lúc đầu mình cũng có một số cái câu hỏi về để tham khảo ý kiến của anh em, đấy là mình có nên kết hợp kênh pet này với cả việc đi du lịch, à, mình đang muốn là làm về một cái vlog du lịch và ẩm thực nhưng mà sau nghĩ đi nghĩ lại mình thấy là có, có lẽ nên tách ra ấy tách ra thì nó hay hơn thứ nhất là về cái target cái chủ đề của youtube nó sẽ giúp mình dễ dàng tiếp cận hơn ví dụ một kênh du lịch riêng nó sẽ có một cái target về những người đam mê về du lịch còn cái kênh về thú cưng vật nuôi thì nó sẽ có một cái target riêng nó sẽ dễ dàng tiếp cận được với những anh em mà cùng đam mê cùng nuôi rùa nuôi cá nuôi bò sát chẳng hạn đấy, thế nên là mình nghĩ là mình sẽ, thôi mình quyết định là tách riêng. Nhưng mà có một cái vấn đề ấy, tức là khi mà mình, tại vì mình đi sẽ nhiều ngày lắm. À, tại vì năm ngoái ấy, mình có một đợt mình đi xuyên Việt, khoảng một tháng, mất 30 ngày. thì uh, trong cái thời gian đấy mình sẽ làm gì để duy trì cái kênh t này đây? Nhưng mà mình nghĩ rồi, mình đi mình vẫn làm được, tại vì mình. Uh, cũng quen biết các anh em ở trên khắp mọi miền tổ quốc này cũng chơi pet này cũng chơi rùa chơi bò sát đến đâu mình sẽ quay cho anh em xem như thế cũng hay mà mọi người anh em sẽ có thể tham khảo được mọi người ở trên khắp các vùng miền mình nuôi như thế nào thú chơi của mọi người phong cách chơi ở miền bắc miền trung miền nam ra sao đấy mình nghĩ thôi thế nên là mình sẽ tách riêng làm hai kênh vẫn là kênh tiktoker chuyên về pet chuyên về rùa, bò sát, cá, các thứ. Nhưng mà mình muốn làm thêm một cái chủ đề nữa ở trong cái kênh của mình đấy là về những cái loài động vật hoang dã, khám phá về thiên nhiên. À, mình sẽ đi tìm tài liệu, kể cả tài liệu về à, kiến thức, về hình ảnh, về video. Sau đó mình sẽ chia sẻ với anh em như một kênh về thế giới động vật. Đấy, mình sẽ kết hợp cùng với kênh chiết cơ. À, rất mong anh em ủng hộ. À, vẫn luôn ủng hộ vẫn luôn theo dõi kênh của mình ngoài ra mình xin phép anh em là à, nếu anh em à, nào mà thích về du lịch về ẩm thực có thể ủng hộ mình một like một subscribe cho kênh mới của mình kênh đơn giản lắm có tên của mình thôi mỗi tên của mình thôi đấy là kênh thành à, mình sẽ để link ở dưới phần mô tả và phần comment à, ai đi qua để cho mình xin một sắt để phát triển kênh mới nhé ok cảm ơn anh em hẹn gặp mọi người ở những cái video sau mình sẽ tìm tòi thêm những cái chủ đề thật là hấp dẫn mang lại nhiều kiến thức cho mọi người à, không chỉ về vật nuôi thú cưng ở trong nhà đâu mình sẽ làm thêm cả về những cái loài thú hoang dã những cái loài đang sống ở ngoài tự nhiên thôi xin chào hẹn gặp lại nhé bye bye